Suy niệm lời Chúa. Hôm nay ngày 13 tháng 8 năm 2016, thứ bảy tuần 19 mùa thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Để trẻ em đến với Thầy. Lời Chúa trong sách Matthew chương 19 câu 13 đến 15. Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Lời suy niệm. Bàn tay con người thật là cao quý. Trong Cựu Ước, Đức Chúa muốn ông Môsê đặt tay trên ông Giô-suê để chia sẻ cho ông này quyền lãnh đạo dân. Cụ Gia-cóp đã chúc phúc cho hai đứa cháu là Ép-ra-im và Mơ-na-sê bằng cách đưa hai tay đặt trên đầu chúng. Cử chỉ đặt tay trên cũng thường thấy trong giáo hội thuở ban đầu. Chúa Thánh Thần được trao ban qua việc đặt tay. Qua đặt tay, bảy phó tế đầu tiên lãnh nhận sứ vụ. Barnaba và Saulo cũng được đặt tay sai để sai đi truyền giáo. Bàn tay Thiên Chúa là khí cụ che chở đỡ nâng. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay của Ngài, Ngài đặt trên con. Bàn tay của Đức Giêsu đóng vai trò lớn trong sứ vụ. Ngài chữa anh mù bằng cách đặt tay trên mắt anh. Ngài cũng chữa bà còng lưng theo cách tương tự. Người ta xin Ngài đặt tay để chữa một anh điếc và ngọng. Thậm chí đặt tay để hoàn sinh một em gái mới chết. Trong bài tin mừng hôm nay, cha mẹ của các em đã đưa các em đến với Đức Giêsu để được Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Họ tin phúc lành đến với con cái họ qua cử chỉ ấy. Cuối cùng, Đức Giêsu đã đặt tay trên các em nhỏ và cầu nguyện trước khi tiến về Jerusalem để chịu khổ nạn. Nhưng các môn đệ lại bực bội và la rầy cha mẹ của các em. Có lẽ đối với họ, Thầy Giêsu còn nhiều việc lớn lao để làm hơn là mất thì giờ để chúc lành cho mấy em bé. Đức Giêsu hoàn toàn không đồng ý với thái độ coi thường này. Ngài nói thẳng, hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Đến với Thầy Giêsu là quyền lợi của mọi trẻ em. Người lớn không được phép xâm phạm. Ngài đưa ra lý do khiến các môn đệ phải tôn trọng trẻ em. Vì nước trời là của những ai giống như chúng. Như thế trẻ em, tuy không có chỗ cao trong xã hội, nhưng lại có chỗ vững chãi trong nước trời. Trẻ em có chỗ vì chúng hồn nhiên sống lệ thuộc vào cha mẹ và đón nhận mọi sự từ người khác với lòng biết ơn. Những người lớn muốn vào nước trời phải nên giống chúng. Đây là một tiến trình khó khăn và lâu dài. Vì người lớn phải quay lại, phải hoán cải để trở nên đơn sơ như trẻ em. Phải tự hạ mình xuống, bỏ đi những tự hào, tự mãn về mình. Mở lòng đón lấy nước trời như quà tặng nhưng không. Như thế trẻ thơ lại là mẫu mực cho các môn đệ của Thầy Giêsu. Nước trời dành cho trẻ thơ và những ai trở nên giống chúng. Trẻ em có chỗ trong nước trời và trong giáo hội tại thế. Các em cũng là thành viên trong cộng đoàn đức tin. Lời dạy của Đức Giêsu vẫn mãi âm vang nơi chúng ta. Hãy để trẻ em đến với tôi, đừng ngăn cấm chúng. Chúng ta đã làm gì để đưa các em đến với Giêsu? Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ, nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến. Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn.
Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ. Đừng sợ thú nhận mình yếu đuối và bất lực. Sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ. Nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bê Lam đến núi Sọ và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.